Xin kính chào quý vị nhà đầu tư. Thời gian vừa qua thì AZFIN Việt Nam đã đưa vào chốt lời được rất nhiều các cổ phiếu trong tích sản cổ phiếu. Thì hôm nay là một cái cổ phiếu đó là PNG với cái giá chốt lời là 110 vào ngày 22 tháng 8 năm 2024. Thì về cơ bản có thể thấy rằng PNG là một trong những cổ phiếu tích sản có hiệu quả rất cao khi đạt lợi suất kép lên đến 40% trên một năm. Và đây là một cái cổ phiếu có thể nói là tốt hàng đầu ở thị trường chứng khoán Việt Nam trong nhiều năm qua. Quý vị có thể thấy là cổ phiếu này đã vượt xa cái đỉnh năm 2022 lên đến khoảng 20%. Cho dù cái chỉ số VN Index vẫn thấp hơn so với đỉnh năm 2022 gần 20%. Nó cho thấy rằng đây là một trong cổ phiếu vượt trội và rất mạnh mẽ và liên tục đi lên với một biểu đồ tuyệt vời như này, đúng không ạ? Đó thì thực tế thì cái cổ phiếu PNG này thì AZFIN đã theo nó, nghiên cứu về nó thì cách đây khoảng độ 13 năm. Tuy nhiên để mà theo sát nó thì mới cách đây khoảng độ 9 năm, từ năm 2015. Và đây là một trong những cổ phiếu mà liên tục mang lại rất nhiều lần chốt lời với cái lợi suất rất cao cho các nhà đầu tư trong tích sản. Vậy thì chúng ta hãy cùng tìm hiểu kỹ về cổ phiếu PNG này, được không ạ? Trước tiên thì rất nhiều anh chị bảo ô tại sao khi chốt lời rồi ông mới nói, ông mới chia sẻ. Thì điều này thưa anh chị nó cũng rất là phức tạp ở chỗ. Thứ nhất là mỗi người mỗi ý, rất là khó nói. Thực tế thì AZFIN đã đưa vào định giá PNG rất lâu rồi trong các cái kênh của AZFIN Việt Nam đối với các nhà đầu tư rồi, chứ không phải bây giờ AZFIN mới đưa. Đấy là thực tế thứ nhất. Thực tế thứ hai là cái cổ phiếu PNG hay bất kỳ cổ phiếu nào ấy, ví dụ như là trường hợp này, AZFIN đã theo dõi 13-14 năm và nó liên tục tạo ra các cơ hội lớn cho AZFIN. Bởi vậy cho nên là lúc này cho dù là vừa mới đạt giá chốt lời 110 rồi, nhưng không có nghĩa là chúng ta bỏ qua nó, mà chúng ta cần phải hiểu sâu, hiểu rõ, hiểu bản chất của nó, để trong tương lai khi có cơ hội đến thì chúng ta không chắn ngang nó, mà chúng ta hãy đón nhận lấy cơ hội đó. Thì đấy mới là cái ý nghĩa quan trọng để các anh chị theo quan tâm. Và cũng nói thực luôn với các anh chị, là kể cả lúc giá rất thấp giảm sâu, AZFIN làm nội dung chắc gì các anh chị đã nghe, chắc gì các anh chị đã xem. Chỉ khi các anh chị thấy, đa phần các anh chị nhé, chỉ khi các anh chị thấy giá nó tăng, nó vượt đỉnh, nó cao quá rồi thì có khi các anh chị mới quan tâm, đúng không ạ? Thì ở đây tôi lấy ví dụ rất rõ, ví dụ AZFIN đây, chúng tôi đã làm 5 cổ phiếu chứng khoán PB dưới 1 đây, ngay từ cuối năm 2022, đầu năm 2023 luôn, sau đó đều tăng 3-4 lần. Nhưng lúc làm đó thì mọi người không quan tâm đâu, nhưng khi mà MBS chúng tôi đã mua giá khoảng hơn 10 thôi, sau đó chia cổ tức giá vốn tương đương chỉ ở 1.800 thôi, khi chúng tôi bán giá 35, nó tăng quá mạnh, 349, chính xác là 349, thì lúc đó nhà đầu tư mới thực sự quan tâm rồi các anh chị ạ. Đó, còn khi giá rẻ thì mọi người chưa chắc đã quan tâm. Chính vì thế cho nên là với những yêu cầu của anh chị, thì nếu các anh chị cảm thấy thú vị học hỏi được cái điều gì chẳng hạn, thì anh chị lắng nghe. Có anh chị cảm thấy là không học hỏi được gì thì chúng ta có thể bỏ qua. Đấy là trao đổi cùng anh chị là như vậy. Hay AZFIN làm rất nhiều về cái top 5 đấy, 5 cổ phiếu PE dưới 4 chẳng hạn. Đó, đúng không? Thì để đây là vì sao tôi đưa ra ở đây. Chúng tôi đưa ra ở đây là bởi vì rất nhiều anh chị vào phàn nàn. Và khi chốt lời rồi ông mới đưa ra thì nghĩa rồi rồi này dài kia. Còn những lúc mà rất hấp dẫn, ok, đưa ra để tham khảo, thì anh chị lại bảo xấu như thế này, kinh tế vĩ mô thế này mà cũng đưa ra. Đúng không? Thế thì điều đó thì không biết làm như thế nào để cho vừa lòng đấy. Nó rất khó. Ví dụ CSV này hồi có 27.9. Rồi sau đó người ta chia cổ phiếu 1-1.5. Thì giá bây giờ tương đương, cộng thêm phổ tức tiền mặt tương đương với khoảng độ 110 các anh chị ạ. Lúc đó là có 27.9 này này. Đó. Rất lâu rồi. Đấy, ngày 22 tháng 11 năm 2022. Chúng tôi quay ngày đó, ngày hôm trước ngày hôm đó cơ. Đúng không ạ? Đó, nhưng mà mọi người đâu có quan tâm. Chỉ khi cổ phiếu tăng nhiều lần mới quan tâm. Thì tôi xin nhắc lại như thế trước khi đến chúng ta, đến với cái nội dung chúng ta nghiên cứu. Để các anh chị hiểu cái tư duy AZFIN đưa ra đây. Là đầu tư giá trị. Được chưa ạ? AZFIN không khoe, mà AZFIN cũng không gọi là lùa gà ai cả. Để lưu ý một điều là như vậy. Và cụ thể ở đây cái PNG chốt lời thì hiệu suất được khoảng 40% lợi suất kép một năm. Thì chúng tôi tích sản cái cổ phiếu PNG này từ tháng 2 năm 2023. Anh chị nhá. Đó, chúng tôi tích sản từ thời gian đó. Và những cái nội dung tích sản này tất cả đều cho có trong cộng đồng tích sản cổ phiếu đầu tư giá trị hết. Tất cả có trong này hết. Các nhà đầu tư có trong này hết. Được chưa? Đấy thì đây là cái cổ phiếu chốt lời tích sản thứ 23 trong năm 2024 này, trong 8 tháng qua. Vậy thì PNG có gì mà lại mang lại lợi suất rất cao, chốt lời nhiều lần trong cộng đồng tích sản?
từ năm 2020 này, chốt lời hơn, chốt lời hai lần lợi suất rất cao. Đó là gì? Thứ nhất là về chỉ số tài sản của PNG rất an toàn. Ví dụ tiền họ là có khoảng 1.500 tỷ. Hàng tồn kho là chủ yếu 9.700 tỷ. Nếu một doanh nghiệp thông thường nhìn đây thì bảo hàng tồn kho sao nhiều thế, rủi ro thế. Thì đối với PNG đây lại là một lợi thế đặc biệt. Các cái doanh nghiệp kinh doanh vàng ấy, thì hàng tồn kho của họ là vàng về cơ bản là giữ được giá trị. Không những vậy thậm chí tăng giá trị, đúng không ạ? Các anh chị thấy hơn một năm qua giá vàng tăng 30-40%. Đó là tăng giá trị. Giá hàng hóa, giá hàng tồn kho của PNG nó không bị mất giá. Nó tốt hơn rất nhiều so với các doanh nghiệp bán lẻ. Ví dụ các doanh nghiệp bán lẻ để cái điện thoại iPhone mà tồn kho vài tháng giá giảm sâu ngay. Cái laptop thế, vân vân. Nhưng mà riêng vàng các anh chị không sợ cái điều đó. Và cái hàng tồn kho của PNG cũng khá hài hòa. Nó khoảng độ 90.000 tỷ, trong khi doanh thu nó 35-40.000 tỷ. Như vậy khá hài hòa, rất ok. Đó, thì cái chất lượng tài sản của họ rất an toàn ở đây. Rồi tiếp theo, nguồn vốn của họ cũng rất an toàn với vốn chủ sở hữu gần như 100%. Nợ vay cũng một chút xíu thôi, trả hết nợ vay thì ra nợ vay ròng là âm 12%. Tương đương với cái lượng tiền ròng của PNG nó lên đến khoảng độ hơn 1.000 tỷ. Hơn 1.000 tỷ. Tức là trừ hết sạch nợ đi còn hơn 1.000 tỷ luôn. Đó. Rồi cái hiệu quả kinh doanh thì cao. Cái ROE này là ROE cuối kỳ. Còn ROE đầu kỳ thì nó khoảng độ 23%. Tuy nhiên chúng ta thấy ROE giảm này. Giảm ở đây chủ yếu là do cái công ty này đây. Vốn chủ sở hữu nó vẫn liên tục tăng theo quý này. Nó trả cổ tức tiền mặt ít quá. Và đây chính là một cái điểm yếu lớn nhất của PNG. Do dù nó thừa rất nhiều tiền. Tại sao nó trả cổ tức có 2.000 đồng. 2.000 đồng trong khi EPS là hơn 6.000 đồng. Đúng không? Đó thì đấy là cái điểm yếu của nó chứ không phải hoàn toàn nói tốt với nó. Rồi tiếp theo cái tăng trưởng doanh thu, anh chị thấy tăng trưởng doanh thu theo kép theo năm 18% năm, lợi nhuận vẫn tăng trưởng 15% năm. Và ngay cả cái năm 2022-2023 đặc biệt khó khăn, thưa mấy anh chị, lợi nhuận nó vẫn tăng trưởng đây, anh chị thấy chưa? Nó cho thấy một cái sức mạnh vô cùng lớn. Và cụ thể vì sao doanh thu là lớn và lợi nhuận vẫn tiếp tục tăng như này? Trong khi kinh tế khó khăn mọi người giảm chi tiêu hàng xa xỉ chứ. Thưa mấy anh chị, đó là do PNG làm quá tốt. Về mặt trang sức thì họ bỏ xa đối thủ thứ hai họ gấp 10 lần. Thị phần của họ tăng từ hơn 30% hiện nay lên đến 45%, thậm chí 50% của cái lĩnh vực vàng trang sức có thương hiệu. Nó khủng khiếp như vậy cơ mà. Số lượng cửa hàng lên đến gần 400. Đó. Và bán hàng vàng trang sức biên lợi nhuận nó mới rất cao. Cao cụ thể như nào anh chị nhìn thấy ở đây. Đấy, còn kết quả kinh doanh tăng đây là do họ chiếm thị phần của các doanh nghiệp khác yếu đi. Còn nhìn chung thị trường vàng, thị trường trang sức vàng cái năm 2022-2023 giảm rất mạnh. Đặc biệt 2023 giảm khoảng gần 20%. Đó. Và các anh chị thấy cái biên lợi nhuận đây mới thấy sự khủng khiếp của nó đấy. Biên lợi nhuận đây này thưa mấy anh chị, cả bán vàng miếng chiếm gần một nửa đấy. Và bán trang sức nó là 18% thưa mấy anh chị. Tức là sao? Tức là nó bán 100 triệu doanh thu, lợi nhuận 18 triệu, khủng khiếp chưa? Về cơ bản vàng miếng họ bán thì biên lợi nhuận chỉ được 22,5% thôi. Nhưng vàng trang sức biên lợi nhuận thưa mấy anh chị nó lên đến 30% một năm. 30% trên doanh thu, đúng hơn anh chị nhé. Thì tức là như nào? Chúng ta mua cái vòng trang sức 10 triệu thì lợi nhuận gộp nó 3 triệu đấy. Giá vốn có 7 thôi. Đấy, nó khủng khiếp đến như thế cơ mà. Bán vàng mà biên lợi nhuận còn cao như này này. Và đây là một cái biên lợi nhuận cao hơn rất rất nhiều so với tất cả các đối thủ khác. Anh chị tưởng tượng mà mua trang sức vàng nó đâu phải rẻ. Trung bình đâu đó nó cũng phải tính tiền vài triệu đổ lên. Còn ví dụ mua một cái vòng trang sức rất là đẹp lộng lẫy 20-30 triệu. Nhân với khoảng độ 30% đấy, 30 triệu thì được 9 triệu lợi nhuận gộp một cái đó đấy. Bởi vậy cho anh chị, nhiều anh chị bảo quái lạ, tôi đi qua cái cửa hàng bán trang sức của PNG đấy thấy cứ leo tèo. Tại sao lợi nhuận cao đấy? Là bởi vì biên lợi nhuận nó quá cao. Trong khi Bảo Tín Minh Châu ở Hà Nội chẳng hạn, anh chị đi qua thấy đông thế. Nhưng mà Bảo Tín Minh Châu thưa anh chị có mấy cơ sở, 2-3 cơ sở. Thì mỗi cơ sở bán gấp 5 lần một cơ sở của PNG đi chăng nữa. Thì cuối cùng 2-3-4-5-6 cơ sở đi. Thì nó cũng chỉ bằng vài chục cơ sở. Hoặc bằng 100 cơ sở PNG là cùng, nhưng PNG có 400 cơ sở anh chị ạ. Đó, và họ đưa được cái giá trị gia tăng của họ vào. Và họ bán với cái giá rất cao, biên lợi nhuận của cái mảng vàng trang sức lên đến hơn 30%. Đó, thì đấy là thể hiện cái chất xám của họ. Tuy vậy đứng trên góc độ cá nhân đi trải nghiệm hàng hóa thì chúng tôi đánh giá này, để so với giá thì hàng hóa của PNG, mẫu mã thì nó cũng tương đương thôi, nó không phải xuất sắc hơn nhiều. Tất nhiên nó đa dạng, nó đầy đủ hơn rất nhiều. Nhưng mẫu mã thì nó cũng không phải quá xuất sắc nếu đấy là cảm nhận cá nhân của tôi đi mua. Và chất lượng thì tôi đánh giá ở mức khá thôi, chứ tôi không đánh giá ở mức xuất sắc. Nhưng dù sao nó làm thế cũng là tốt nhất trong các cái chuỗi các cái hệ thống với quy mô lớn. Đó, thì từ đó nó mang lại cái kết quả kinh doanh rất cao cho cái công ty này. Còn cái hoạt động kinh doanh của họ thì mang lại cái dòng tiền rất lớn. Nếu chuyển từ hoạt động kinh doanh này lên đến 1.500 tỷ năm 2013. Đó, còn hoạt động tài chính này là âm, là do một là trả cổ tức và hai là trả nợ.
lưu chuyển từ hoạt động đầu tư âm này chủ yếu là do họ gửi ngân hàng tăng anh chị nhé. Đó, và cái vòng quay hàng tồn kho của họ đang ngày càng cao đây này, tốt hơn đây này, nói chung tốt hơn và tích cực. Còn cổ tức của họ cũng có xu hướng ngày càng tăng, nhưng mà cái cổ tức này so với lợi nhuận là quá thấp thường anh chị, trong khi họ không cần nhu cầu vốn mở rộng nữa. Thì tôi cũng không hiểu tại sao giám đốc tài chính của PLG họ làm như thế. Rõ ràng họ là một doanh nghiệp tư nhân, họ phải tính đến cái yếu tố hiệu quả, tối ưu hóa lợi ích của cổ đông chứ. Nhưng mà chả không hiểu tại sao họ trả cổ tức thấp như thế. Năm 2023 khi mà tài chính họ quá mạnh rồi, nợ về ròng âm rồi, tức là cái tiền trả đi nợ vẫn còn dư cả đống rồi. Thế mà cuối cùng họ vẫn trả có 2.000 cổ tức trong khi EPS 6.000. Đây các anh chị thấy dòng lợi nhuận sau thuế của họ đây rất cao, 1.971, trong khi cổ tức trả rất thấp. Cổ tức tiền trả có 615 tỷ, tức là trả chưa đến 1 phần 3 lợi nhuận. 2024 cũng thế. Không hiểu. Thì đây là một cái điểm yếu lớn nhất của nó. Nhưng nhìn tổng quan chung lại của PNG là một doanh nghiệp có lợi thế cạnh tranh khỏe và đang tiến tới vị thế độc quyền khi thị phần chiếm tới 40 mấy phần trăm, 50% của lĩnh vực trang sức có thương hiệu. Đấy là thứ nhất. Thứ hai, để làm được điều đó thì PNG thứ nhất là thứ nhất nhỏ đấy, đó là họ có đội ngũ nghệ nhân là nhiều nhất Việt Nam. Tiếp theo thứ hai nhỏ đó là họ có đội ngũ quản trị công ty tốt lắm. Họ đã ứng dụng ERP vào quản trị công ty rất hiệu quả. Từ đó là vòng quay hàng tồn kho cũng tốt hơn này. Biên lợi nhuận cũng ổn hơn này. Mọi thứ tốt hơn. Và doanh nghiệp này vượt qua cái khó khăn 2022, 2023 rất dễ dàng, thậm chí tăng trưởng mạnh. Và 2024 này kết quả kinh doanh cũng tích cực. Quý vị nhìn thấy kết quả kinh doanh 2024 đây. Quý 1, quý 2 đây. Nó cũng cao hơn rất nhiều so với quý 1, quý 2 của, cao hơn quý 1, quý 2 của năm trước cộng lại. Nó có một sự tăng trưởng khá ổn. Đó. Đấy thì đấy chính là những cái lợi thế. Và về trong dài hạn thì Edelfin tin rằng với thu nhập của Việt Nam tăng cao thì cái lĩnh vực vàng trang sức cũng như là kể cả lĩnh vực vàng miếng thì người dân thích rất thích tích lũy thì nó vẫn sẽ phát triển, và PLG vẫn là một cái doanh nghiệp tuyệt vời trong cái dài hạn. Nhưng khi nào định giá hấp dẫn thì chúng ta sẽ tham gia. Còn đây Edelfin vừa mới đưa ra chốt lời giá đúng 110 vào ngày 22 tháng 8 năm 2024 rồi. Đó, chốt lời trong tích sản cổ phiếu. Và cái này công khai là 5.000 các thành viên, 5.000 thành viên trong cộng đồng rất rõ. Và đây cũng là một cổ phiếu cổ truyền mà Edelfin thường xuyên trao đổi về đầu tư từ năm 2015-16 đến nay. Đó, các anh chị nha. Còn tiếp theo thì chúng ta sẽ đánh giá một chút về đấy là những điểm mạnh. Còn điểm yếu của PNG ở đây thì Edelfin chia sẻ rằng ví dụ như năm nay kết quả kinh doanh thì Edelfin tin rằng nó nằm ở mục C. Mục C. Tức là cái việc phát hành ESOP tối thiểu là 0,9 đến 1,4%. Thì cái việc phát hành ESOP này nó cũng hợp lý thôi, nhưng nó cũng làm giảm đi cái lợi ích của đầu cổ đông nhất định. Ví dụ họ phát hành khoảng 1,2% chẳng hạn, thì tương đương với khoảng 4 triệu cổ phiếu. Với giá 20 mà bây giờ giá 110 chẳng hạn, thì như vậy là mất 90.000, 4 triệu cổ phiếu là 360 tỷ tương đương với giá trị như thế, làm loãng của cổ đông. Thì đây cũng là một trong hai cái lo ngại. Rồi tiếp theo cái lo ngại lớn nhất thực ra của chúng tôi đối với PNG ấy, đó là chia cổ tức bằng tiền đấy. Năm 2022 họ trả 20.000, 2023 cũng có 2.000 đồng thôi. 2024 kế hoạch cũng 2.000 đồng. Và chúng tôi không hiểu tại sao lợi nhuận của họ như thế mà họ lại trả ít như vậy, trong khi cái chất lượng tài chính của họ rất cao. Chất lượng tài chính của họ rất cao. Cụ thể chất lượng tài chính của họ như thế nào? Đây anh chị thấy trả cổ tức rất ít. Còn phát hành ESOP thì rất ổn định, đặc biệt những năm gần đây. Và chất lượng tài chính tốt như nào thì trao đổi cùng quý vị như này, tôi vừa nói thế đấy. Nợ vay ròng của họ không? Đây các anh chị thấy đây. Tiền đây, tiền của họ nhé là 1.544 tỷ. Được chưa? Trong khi nợ vay cực thấp. Đây chúng ta nhìn đấy. Vay nợ ngắn hạn có 259, dài hạn không có. Vậy họ nhiều tiền, họ thừa tiền để làm gì? Trong khi cái hàng tồn kho của họ bản thân cũng cực kỳ thanh khoản. Bởi vì hàng tồn kho của họ là vàng mà. Kể cả cái lượng tiền này họ để 30 tỷ, 50 tỷ cũng được. Không sợ giống các doanh nghiệp khác. Bởi vì sao? Vàng hàng ngày cứ mua ra bán vào liên tục là có tiền. Vấn đề thanh khoản không hề sợ, bởi vì vàng cái thanh khoản nó không kém tiền nhiều đâu. Đúng không? Thậm chí nó còn được uy tín hơn. Để các anh chị nhé. Đó, về câu chuyện là như vậy. Thế thì tại sao trả cổ tức ít vậy? Đó là cái điểm yếu thứ hai của cổ phiếu này. Đó, còn về kết quả kinh doanh cập nhật trong 6 tháng đây anh chị nhìn thấy đấy. Như ở biểu đồ lúc nãy chúng ta thấy thì ở đây cụ thể hơn. Cái doanh thu thuần và cung cấp hàng hóa dịch vụ là 9.518 tỷ, tăng gần 3.000 tỷ, 2.850 tỷ so với quý 2 2023. Chủ yếu nó đến từ hai nguyên nhân. Một là sản lượng bán cũng tăng chút, nhưng thứ hai là giá vàng quý 2 năm nay so với quý 2 năm trước nó cao quá thì tự nhiên doanh thu nó tăng thôi. Đúng không? Anh chị công nhận không? Năm trước ví dụ khoảng độ 5-60 triệu một lượng, bây giờ là 75-80 triệu một lượng chẳng hạn. Thế tự nhiên doanh thu tăng thôi.
đúng không? Thế thành ra doanh thu của họ mình xem tăng thì cũng là một phần thôi, nhưng mà quan trọng nhất là cái lợi nhuận gộp bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ này. Anh chị thấy lợi nhuận gộp không? Họ tăng có 272 tỷ, tức là tăng có khoảng độ hơn 20% thôi, 23%, nhưng doanh thu nó lại tăng mạnh hơn, đúng không? Tăng rất mạnh, tăng 40% thì không phải hiệu quả nó kém đi đâu, mà vấn đề ở chỗ là giá hàng nó tăng cao quá. Thì bây giờ ví dụ trước 50 thì bán một lượng vàng thì lãi được khoảng độ 1 triệu chẳng hạn, thì bây giờ giá 7-80 thì bán thì cũng chỉ được kiểu 1-2 triệu thôi, chứ làm sao mà này tăng lên 1,4-1,5 triệu gấp rưỡi được, đúng không? Thế thành ra nhưng mà nhìn lợi nhuận gộp của nó, các anh chị có thể thấy nó tăng khoảng 520 tỷ, 521 tỷ, thì tức là tăng bao nhiêu? 16%, 16%. Và cái doanh thu hoạt động tài chính thì nó giảm nhẹ, chi phí cũng giảm, cân bằng nhau, được chưa? Rồi tiếp theo là cái chi phí bán hàng của họ thì lại tăng rất mạnh, từ 1.375 lên 1.735, tức là tăng khoảng gần 400 tỷ, tức là tăng gần bằng cái lợi nhuận gộp này. Từ đó khiến cho cái lợi nhuận cộng thêm với chi phí quản lý của họ cũng tăng 70 tỷ, 20%, đúng không? Khiến cho cái lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của họ là tăng có 100 tỷ thôi, thực ra là có 97,5 tỷ thôi, được chưa? 97,5 tỷ, tức là tăng về cơ bản khoảng 6%. Như vậy là hơi thấp, hơi thấp một chút, đúng không? Nhưng trong cái bối cảnh khó khăn như đấy là chấp nhận được. Có lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông, thu nhập doanh nghiệp đây, tăng từ 1.086 lên 1.166, tức là tăng 80 tỷ, tương ứng với tăng khoảng độ hơn 8% một chút. EPS là 3.254 đồng. Đó, thì có thể thấy là kết quả của họ là tương đối tích cực thôi, chứ không phải quá xuất sắc. Nhưng mà cho thấy một cái sự trở lại cũng tương đối mạnh mẽ. Đặc biệt cái quý 2 năm 2024 này, anh chị đây có thể thấy. Đó, từ đấy cho thấy rằng là cái cổ phiếu PNG này vẫn là một cái doanh nghiệp hàng đầu ở Việt Nam, vị thế càng ngày càng mạnh. Thì tôi tin rằng nó vẫn là một cái cổ phiếu tuyệt vời để chúng ta theo dõi. Theo dõi. Tuy nhiên thì cũng thông báo với anh chị đó là cái nhờ cái chiến lược tích sản đúng đắn. Từ đầu năm 2023, tháng 2 2023 này, tích hàng tháng, trải qua bao nhiêu thăng trầm, trôi sụt. Và cuối cùng sau 1 năm 7 tháng thì đã bán được với giá 110. Hiệu quả rất cao. Còn đồng thời với giai đoạn đó thì rất nhiều người cũng tham gia vào cổ phiếu PNG. Nhưng cứ xuống quá lại cắt lỗ, lên lại đua cắt, hoặc là đây nó đi ngang ức chế và bán sạch luôn. Bán hết luôn, thì bán hết thì nó mới phi tăng lên. Đó, thì tất cả những cái chiến lược đầu tư bên ngoài ấy, đối với PNG nó hiệu quả kém. Nhưng mà nhờ tích sản có kỷ luật. Nhiều anh chị bảo rất khó chịu đây, lúc đó lên đến lúc này đây. Có lúc là kỳ vọng chốt lời khoảng 1.05 thì thực ra ETF mới nâng lên. Thì lúc thì nó sát với giá chốt lời rồi. Nó lại xuống thì ức chế quá, xuống 90 đây này. Đúng không? Từ 105 xuống 90 đây này. Khó chịu. Thông thường là bán mất rồi. Nhưng nhờ có tích sản kỷ luật cho nên cứ giữ được và bán được 110. Từ đó mang lại cái lợi nhuận kép lên đến 40% một năm. Trong khi thị trường chứng khoán bình quân, trung bình thì lợi nhuận kép tăng trưởng thường rất thấp, không cao. Thì cụ thể ở đây trong cái giai đoạn đó, lợi suất kép của VN Index là rất thấp. Đây, lợi suất kép của VN Index nói chung là rất thấp. Chỉ là 14% một năm thôi. Chỉ là 14,5%, trong khi nó mang lại 40%, tức là nó gần gấp 3 lần cái lợi suất kép của VN Index. Gần gấp 3 lần. Wow, cho thấy là một cái hiệu quả rất cao từ một cổ phiếu tốt, chiến lược hợp lý. Chiến lược hợp lý đó. Thì từ đó mang lại một cái kết quả đầu tư rất cao. Thì trên đây chính là những cái nội dung tôi muốn gửi đến quý vị. Tóm gọn lại như sau. Thứ nhất, PNG là một cái doanh nghiệp tuyệt vời. Là một doanh nghiệp tuyệt vời. Nhìn biểu đồ giá nó cũng cho biết. Và nhìn cái kết quả kinh doanh, lợi nhuận của nó theo thời gian các anh chị cũng rất rõ đấy. Là một doanh nghiệp tuyệt vời. Được chưa? Về rất nhiều mặt. Thứ hai nữa, về trong lâu dài, thì đây vẫn là một cái cổ phiếu mà chúng ta cần phải bám sát. Khi có cơ hội là chúng ta tham gia đầu tư. Và cái thứ ba ấy, khi chọn được cổ phiếu tốt rồi chưa đủ, kiên nhẫn hay không hay vân vân, đấy chỉ là một phần thôi. Khi chọn được cổ phiếu tốt rồi chưa đủ, cái phần đủ ở đây đó là cần phải có một phương pháp, một chiến lược đầu tư bài bản, hệ thống, để từ đó cứ khi bán là giá rất kẹt và khi mua là giá hợp lý. Vài phương pháp tích sản ở đây ấy, phiên sáng tạo giá ấy, nó không phải là DCA, tức là mua bình quân tháng nào cũng mua, mà vấn đề là mua dưới giá trị là thứ nhất. Thứ hai là bán khi giá đạt mục tiêu rất cao. Còn tất nhiên chúng tôi không cho rằng đây là đỉnh hay không nhé, anh chị lưu ý nhé. Bán xong tăng nữa càng tốt cho người đến sau.
không vấn đề gì cả, nhưng cần phải áp dụng đúng nguyên tắc, đúng kỷ luật của chiến lược, của phương pháp, thì từ đó hiệu quả của chúng ta mới rất cao. Xin chúc quý vị có những kiến thức hữu ích. Xin chào và hẹn gặp lại ở nội dung tiếp theo.